Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình hướng dẫn mọi người tham gia dự án để nhận 300 cái token TAP. Thì để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Và tiếp theo thì mọi người sẽ bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi, nhiệm vụ là mọi người sẽ follow Twitter, like, retweet này. Ok, mọi người bấm chọn theo dõi nhé, like này. Và retweet thì mọi người có thể tag cái tên của nó vào đây nhé, đây này, tên cái username của nó này. Đó. Ok, mọi người bấm chọn retweet này, chọn trích dẫn này, sau đó là tag cái tên của nó vào a còng pet này, gạch ngang. Rồi, ok, tweet lại. Rồi sau đó quay trở lại bot, mọi người join vào channel của nó. Ok, quay trở ra. Tiếp theo join vào group. Rồi, sau đó quay trở lại và bấm check, chọn join airdrop, chọn submit, rồi chọn đăng và nhập profiling Twitter. Ok, rồi mọi người gửi đi. Tiếp theo là sẽ nhập địa chỉ ví BSC, mọi người vào ví chớt và MetaMask lấy nhé. Ok, mọi người sẽ sao chép địa chỉ này, quay trở lại, dán nó vào, rồi chọn balance, ok, chọn withdraw xem ngày rút, thì nó sẽ phân phối vào ngày 11 tháng 10 nhé. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.